quả năm không chị em? Có lá bé bầu, chào cả nhà. Hello chị Vân Phạm. Hello cả nhà. Uống gì ông kêu mấy thôi luôn. Đó mua về mà năm. Bao chào cả nhà. Xả hàng nha cả nhà ơi. Xe lai giùm em Mai với. Xe lai giùm Bầu với. Hôm nay là em xả dép cho chị nè. Trời ơi. Hết luôn hả? Giờ em dồn áo vô nó hả? Nãy tao nghía chỗ. Nãy tao nghía chỗ tao tính loại áo tao lên bán. Dẹp vô. Lùi cái xe cái gì ra cho nó phải sáng chỗ lấy đồ. Trời ơi còn mấy hũ đậu cũng mất. Mà quá mai mới hôm qua giờ dọn rồi mấy gái nha. À, cũng vừa luôn. Dạ. Vaccine vậy hả? Vừa luôn hả chị? Con hóa nó đẹp lắm. Bên em là giao hàng rất là nhanh, ngày trước là ngày sau nhận được à, chỉ có những cái vùng mà giống như là có vấn đề như là giá thành tiết kiệm hay dịch nó đi không, dịch người ta đi không được á thì đi mua điện nó hơi lâu xíu thôi. Quần dài jean lớn hả chị yêu? Quần dài jean lớn hả? Em mang còn lưng thun mà chị, em mang còn mấy mẫu lưng thun mà. Em mang còn mấy mẫu lưng thun á chị yêu ơi, lưng thun gì mặc không? Rồi lên đông đông giùm Mai với cả nhà ơi. Xe lai giùm em với nha. Có đen không hả? Dạ không, đen thì không có rồi đó. Nó đa số màu xanh đậm, xanh lợt không rồi chị.
Dạ, đa số màu xanh không à? Màu xanh được không chị? Chim cherry đây em gửi lại, đây chị nhận đúng cho chị Mai. Chim cherry em gửi lại cho Hồng Tiết Kiệm hay sao? Gửi lại cho xe shipper hay sao? Hôm qua chị thấy cái mấy đơn trả mà chị chưa kiểm tra nữa. Áo bò sữa hả? Có nhiêu đó hả? Rồi đưa chị bò sữa đi. Xanh tối màu quá. Size nhiêu ký hả chị? Mấy cái quần jean mà lưng khung á, quần jean mà 1.4 á, nhớ không? Nhớ quần jean lưng khung không? Tự nhiên mà ảnh nó ngứa rồi trời. Ký không vậy? Ờ, hình như vậy á. Cái bao đục đục á, bao mềm mềm á, như phải bao kiến như mình hay xài. Cái bao mềm mềm á nhớ không? Ờ, bao đó đó. Trước Tết tới giờ luôn hả? Trời đất ơi, rồi hiểu ha. Em thấy chị An An à, áo bao sữa xả rẻ cho mấy chị đẹp nè. Con này may mấy chị nha, xả rẻ cho mấy chị đẹp nè. Đầu like lên chi ân cho mấy chị nè. Dạ rất tốt giùm em nha. Dạ rất tốt giùm em nha. Quần jean em còn ít nè, để em xả cho. Để bé nó đang soạn. Rồi, rất tốt. Chia sẻ like giùm Mai đi mấy chị đẹp ơi. 15k cho Mai con này. 15k phi size dưới 57 vừa. Phi size 40-57 vừa giùm Mai 15.000 con này nha. Rồi chốt Mai mã 15 kèm số điện thoại giùm Mai ạ. Chốt Mai mã 15 kèm số điện thoại giùm Mai. Mã 15 kèm số điện thoại giùm em. 15.000 rẻ như cho luôn á mấy chị ơi. Dễ thương lắm. Bò sữa 40 đổ lên 57kg quay đầu vừa giúp em ha. 40 cho 57kg vừa chốt em con này mã 15. Mã 15 nha, con này một chút là hàng nói chung với cái hàng mà 60-65 ngàn á. Nhưng mà bò sữa nhiều quá cho nên Mai xả nè. Lên Mai mã 15 kèm số điện thoại giùm Mai. Huỳnh Thơ giùm em kèm số điện thoại. Phương Nguyễn 747 mã 15 nè. Phương Nguyễn 747 nè. Phương Nguyễn 747. Huỳnh Thơ lên em kèm số điện thoại với chị nhé. Huỳnh Thơ mã 15 kèm số điện thoại giùm em Mai với. Huỳnh Thơ. Mười lăm k dưới 57kg vừa. Có sáu mấy ký không em? Có chị. Sáu mấy ký hình như bò sữa thì cũng có nè. Hình như cái này nó có phông to nữa thì phải. Mọi người ơi nhấn chia sẻ nút like stream giùm em với nha. Nè con này phông to nè chị. Con này phân to nè, con này 60-65kg vừa nè. 15k cho em con này luôn, chốt em mã bò lớn nha. Chốt em mã bò lớn. Ờ, nhớ tên mấy cái rổ chưa? Chốt em mã bò lớn nha, bò lớn 15k giùm em. Bò lớn 15k. Không rất tốt hả? To mà không rất tốt. Chết luôn. 15.000 giúp em cái áo nha cả nhà. Trời ơi. Lên lay đông đông giùm em xíu đi. Mấy con này bị lỗi hả? Nó có không có chị, nó có phơm vừa vừa thôi à. Có phơm vừa vừa, không có rớt.
Có kiểu được không chị? Kiểu nè. Con này kiểu là đằng sau lưng nè. Sau lưng là dạng cột dây như thế này. Đó, sau lưng nè. Sau lưng là chị mặc lên nó lửng lửng á. Cột dây như thế này ha, sau lưng nè. Đó. Đằng trước là trơn. Đằng trước là trơn giùm em ha. Rồi xả 15k con này giùm em. Mọi người có like được không ạ? Rồi quần jean nè. Để em xả cho mấy chị cần mua nè. Quần jean nè. Quần jean nè, cái này là đa số là form to và lưng thun. Vô đây là hết hả bé? Con này đa số là form to và lưng thun nha. Lưng thun không à. Nhưng mà form nó to. Rồi logo đá ngay đây giùm em nha. Màu xanh đậm nè. Rất là bao co giãn nha. Hàng này mấy chị biết em bán bao nhiêu rồi đó. 165, 166, 144, 145. Tầm giá đó ha. Rồi mai sale con này cho mấy chị nè. Form này cho em mai là 50-56kg vừa nha. 50-56kg vừa cho mai con này. 50-56kg vừa cho mai ha. Rồi con này mai sale mấy chị 100. Chốt cho mai con này mã số 1. 100 ngày mai mà con này mã 1. Nên đây là mã 100 nha, chất siêu dày luôn nè. Mọi người nhìn cái form này biết đúng không? Hàng DJ nè. Đó. Xả con này 100 nha. 50-56 cái vừa cho 100 ngàn. Chốt cho mấy con này mã 1, cho mã số 1 giùm em. Chị Trinh Lam mã 1 nè. Rồi Trinh Lam mã 1. Trinh Lam mã 1 ạ. À. Cái này nó còn 2 size. Ui con này nó còn 2 size nha. Rồi một size là 55-60kg. 55-60kg vừa. Con này cho em may là 55-60kg vừa nha mấy chị nha. Rồi 55-60 vừa cho em mã số 2. Mã số 3 là 60-65kg vừa cho em mã số 3. Màu xanh đậm theo logo con mèo. Dễ thương lắm nha. 55-60 vừa cho mai là mã số 2. 60-65-67 vừa cho em là mã số 3. Trinh Lam chị lấy 2, ok chị nè. Trinh Lam lấy 2 nè. Quỳnh Chi Nguyễn lấy 3 nè. 100 đồng giá. Rồi Quỳnh Chi Nguyễn lấy 3 nè. Rồi con này cho em mai nha cả nhà nha. 100 ngàn cho em thôi, quá rẻ luôn. Form này cho mai mấy chị nha. Form này cho mai là tầm 47 cho tới 50. 47 độ lên nè. 47 độ lên, 54 cái quay đầu vừa. 53, 54 cái đầu lại vừa cho em. Chốt mail này mã số 4. 47 tới 54kg nha. Size nhỏ. 47 tới 54kg vừa con này cho em mã số 4. Số 3 mai hết rồi. Rồi mã 4 mai con này. Lưng thun nha, co giãn nha. Thêu. Rất là đẹp. Mã 4 cho mai. 47 cho tới 53kg, 54kg độ lại vừa. Chốt mai con này mã 4. Cái này màu đen không giãn nguyên ri luôn. Cái này hàng ngàn nghiêm á, hàng xịn á. Mà nó rớt nguyên một ri luôn nè. Là do con này là không giãn nhưng mà không to. Không giãn màu đen cho em mai. Chốt là không giãn nha cả nhà nhé. Không giãn nhưng mà phông to nè. Không giãn phông to. Áo em mặc 15.000 còn chị. Rồi không giãn phân to giùm em nè. Trơn. Trơn không rách nha. Con này trơn bác ghi không rách. Em xem mấy chị 90 ngàn đi. 90 ngàn cho mai con này nha. 90 ngàn cho mai con này. 90 ngàn con này cho mai con này mấy chị. Mai có size từ 47 cho tới 65kg vừa. Chốt size giùm em. 47 tới 65kg vừa. Chốt số ký giùm em là 90. Màu đen này cho mai 90. Phân to nè. Size nhỏ nhất mà đã như thế này rồi ha. Giá bác ghi giùm em. Rồi chốt em mã đen. Đen kèm số ký cho mai ạ.
90.000 cho ba con này đen kèm số ký nha. Có size từ 47, đen 65kg chị Linh Ken nè. Size lớn nè. Linh Ken nè, 65kg 90.000. Linh Ken 65kg có. Rồi, Mai còn đen 62kg loại vừa, 60-62kg loại vừa giúp Mai. Mai còn 60-62kg quay đầu vừa. Mai còn từ 47 tới 62 vừa nha, 90. Chốt cho Mai. Rồi, con lưng thun. Bé tăng 65kg hả? Rồi bé tăng 65kg lấy cái đó đi. Bé tăng. Rồi quần. Đây 50kg cho Phương Tuyền, 90. Phương Tuyền cho Mai xin lại số điện thoại nha, người đẹp ơi. Phương Tuyền cho Mai xin lại số điện thoại nha. Rồi Mai còn con đen này 60-65kg vừa nhưng mà rách. Rách nha, chú Mai con này mã đen rách nè, 60-65kg vừa mà con này rách. Rách nè mấy chị nha, rách. Rách ở trên đùi á, rất là bụi nha. Con này rách bụi á, 60-65kg vừa cho Mai nè. Đó, rách bụi nha, chú Mai mã rách 90. Rách 90.000 cho Mai con này. Phương Tuyền, rồi mới thấy số thoại Phương Tuyền. Chốt mấy bạn rách nha, 60-65kg vừa rách, 90k rách. Quần lông thun. Quần này cho Mai là tầm 46-47kg tới 52-53 vừa. 47 độ lên nha, 52-53 quay đầu vừa với mấy con này. Rồi 90.000 cho Mai mã xanh 90. Chốt mấy mã xanh 90. Trên 47 và dưới 5253 ký quay đầu vừa cho mấy bạn xanh 90. Xanh 90 nha. Áo lẻ tay dài áo thun. Xanh 90.000. Co giãn mềm. Dưới 5253 ký vừa xanh. Dưới 5253 ký vừa xanh. Rồi mã này cho mai mã số 4. Mã số 4 cho Mai nha cả nhà nha, lưng thun co giãn nè. Con này cho em mã số 4. Form này cho Mai là tầm 55-60kg nha. 55-60kg vừa cho em con này mã số 4. 100.000 giùm Mai. Chốt co giãn giùm Mai, mã số 4 chị Chính Lam. Sáu mươi sáu lăm ký vừa cho Mai con này mã số 5. 60-65kg vừa cho Mai là mã số 5. Trơn đơn giản nhà Mai, xanh đậm trơn đơn giản nha. Hết mã 4 rồi. Con này 60-65kg vừa, chị nào cao là 67kg, 68kg chứ thoải mái luôn á. Mã này cho Mai mã số 5. Mã số 5 nhà Mai con này, mã số 5. Số 5 cho Ngọc Hậu nè. Rồi Ngọc Hậu 150. 100.000. Mã 45 hết rồi. Rồi con này cho Mai mấy chị nha. Quần này Mai xả mấy chị 80 đi. 80.000. Size này là size 55-60kg nha. Cái này đằng sau dính phấn thôi mọi người, mà giặt giúp em là nó ra. Giặt giúp em là nó ra nha. 80.000 cho Mai con này nha mấy chị nha. 80.000 cho Mai con này. 55-60kg vừa. Dáng baggy nè. Đẹp lắm. 80.000 cho Mai mã da nha. Da 80. 55-60 vừa cho Mai mã da. Quần mã da giùm Mai nha. Da 80.000. Rồi 55-60 vừa. Mai con này là mã số 6. Mã 6 thì mang con này nha mấy chị nha, dưới 60kg. Trên 55 và dưới 60kg vừa theo chữ ngay đùi. Đẹp lắm. Chú mang này mã 6 nha. Mã 6 thì mang cái này. Mọi người mà mấy chị mà mặc cái form này rồi là mặc thoải mái cực kỳ, không muốn mặc lại mấy form kia đâu. Đẹp giả men luôn á. 6 cho ngày mai nè. 6 cho ngày mai. Rồi mã này cho Mai là mã số 7. Số 7 là dưới
47 tới 54 kg. 47 tới 54 kg vừa cho em con này mã 7. 47 đổ lên, 54 kg quay đầu vừa cho em mã 7, 47 48 đổ lên á. Tất cả toàn bộ là co giãn hết chị. 47 48 đổ lên là 54 kg quay đầu vừa cho em con này mã 7 nha. Mã 7 giùm em dưới 54 kg vừa. Còn quần không? Còn 100.000 cho em mã 7. Không còn giống vậy nè. Rồi, mã số 8. Số 8 màu xám á chị ơi. 55 tới 60 kg vừa, màu xám đen. 55 tới 60 vừa 100.000 mấy con này mã số 8. Số 8 giùm em nha. 55 60 kg vừa, mã 8. 55 tới 60 kg vừa cho em mã 8. Sọc như thế rồi lên mịn nhàng. Mã 8. Mã 8 màu xám đen quá trời đẹp. Mã 8 xám đen quá trời đẹp mấy chị ơi. Dạ 100. Con này cho em mã số 9 nè. Form này là không giãn. Áo mặc 15.000. Form này là không giãn giùm Mai. Form này là không giãn nha. Quần này là không giãn. Nhưng mà 60-65kg vừa form to. Không giãn mà form to 90.000. Chú ơi con này mã 90 nha. 90 giùm Mai nha. Không không giãn, không form, không giãn nhưng mà form to. 60-65kg nè. Đẹp lắm. Con này cho em nha. 90.000 giùm Mai con này. Chú giùm Mai mã quần 90 nha. Quần 90 chị Linh Ken. Linh Ken quần 90 nè. Áo mà có một màu à. Cho chị coi là số 8 ha, cái gì cái xám. Đây là chị xám đẹp quá trời. Chuẩn bị lên dép là cho Lê Nguyễn. Nè. Chỗ màu xám đẹp quá trời luôn á. 55 tới 60 kg nè chị. 55 tới 60 kg vừa nè chị. Mã số 8 cho May nè, màu xám nè, màu xám. Áo 15.000, áo mặc 15. Có một màu à, áo mặc có một màu à. Con này mà xám giùm em. Một màu à, áo mặc có một màu thôi. Các chị lên trễ quá, em có một màu à. Hết rồi. Rồi. Chỗ mã xám và mã số 8 mai cũng được nha. Con này là ngay túi nó có logo theo nè. Quần màu xanh đậm ha. 60-65kg vừa cho mai mã 9. 60-65kg vừa con này cho em mã 9. Lục Phượng Kiều xám. Xám đó đâu lục phụ kiều. 100.000. Rồi mã 9 cho Mai nè, 60-65kg vừa. Mã 9 cho chị Linh Ken. Linh Ken mã 9 nè. Mã 10 đúng không ạ? 60-65kg vừa luôn, size to nhất nè. Mã 10. 60-65kg vừa cho Mai mã 10 con này. 67-68kg vẫn vừa luôn nha. Con này cho em mã số 10 theo màu xanh đậm theo qua cúc một bên hông, mặt cười qua cúc. Mã 10. Chú ơi, mai con này mã 10 nha chị yêu ơi, mã số 10. Mã số 10 giùm mai con này. Áo mặc còn không bé? Đúng rồi, dài thế Trang. Hôm qua cậu áo mặc đâu rồi ta? Mã 10. Hôm qua cậu áo mặc để đâu ta? Bé My nhớ cậu áo mặc hôm qua, chị mặc hôm qua để đâu? Cái này là gì vậy? À, tùm lum cho nó đó. Rồi mã 10 chị Hiền Lương. Em thấy chị Quỳnh Chi Nguyễn nha. Hiền Lương lấy 10 cho em Mai kèm số điện thoại nha. Quần mặc hết rồi. Hiền Lương lấy mã 10 cho em Mai xin số điện thoại lại nha chị yêu ơi. 100.000 giùm em một cái ha. Form này cho em Mai nè. 60-65kg vừa dùm em nè. Ôi form này nè. Sorry Mai nhìn lộn sai. 55-60 vừa. Thiền Lương có số rồi. Rồi 55-60kg vừa con này cho em mã 11. Dạ chị đợi em xíu nha Léo em ạ. 55-60kg vừa cho em mã 11. Cái gì? Chưa nữa. 11. Mười một Quỳnh
Chi Nguyễn. Khao ấy mặc Nghi Nguyễn trăm sinh số ạ. Nè còn màu không à, còn màu này không à, 15.000 cái giùm mai, còn hai áo á. Còn mấy cái á. Đấy nó Nghi Nguyễn đúng rồi, cái này Quỳnh Chi Nguyễn nè. Quỳnh Chi Nguyễn 100. Hết quần luôn hả? Xả giá cho mấy chị nha, xả 40. Rồi áo mà đi coi chừng là cái bịch đất nó dính á. Nghi Nguyễn Dâm xin số điện thoại nha. Rồi áo mà còn có 4 cái nha cả nhà. À, có quần thun có quần da nãy đẹp quá trời chị. Quần da nãy 60-62 vừa. Nghi Nguyễn ok em thấy số chị. Thằng xã mà em có ít à, không có nhiều đâu. Cái quần mà quần này đẹp quá trời luôn các chị ơi, quần này lên form xuất sắc luôn á. Chị không lấy là tiếc á. Ừ. Con này da mai nè, Nghi Nguyễn có rồi, con đây. Đó. Giá bác ghi giùm em nè. 60-62 kg quay đầu vừa với mai con này, màu da. Đẹp lắm, lên form rất là tay. Các chị mặc với là áo bo, áo thun, áo bo rồi kia lên đẹp lắm. Da giùm mai con này, da. Ừ. Da giùm mai, da. À lúc trước là 557 đêm, dạ ok chị. Quần này đẹp lắm, quần này chị nào mà mông to lên đẹp lắm. Áo mặc Linh Linh cho Mai kèm số điện thoại chị ơi, 15k cho Linh Linh nè. Linh Linh cho Mai xin số điện thoại nha. Rồi em xả giá cho chị nha. Giá này hả, hàng này hàng hãng bán 100 mấy một đôi không á. Em còn ít này em xả luôn cho mấy chị 40k đồng giá nè, xả luôn nè. Để hàng của BB với lại hàng của Hồng Hạnh không à. Linh Linh ok chị, Linh Linh rồi. Đến dép nha cả nhà, da cho Phạm Thảo Nguyên nè. Quần em ghi Linh Linh được rồi. Cái này có số, chị xin số, chị chọn hình lại làm ăn. Linh Linh kèm tiền được rồi. Phạm Thảo Nguyên chưa có số, em chưa có số. Dép có chị khác không ạ? Không, không có chị khác. Kiểu này chỗ nọ đấy ơi. Con này em có 36, 37, 38 và 39 giùm em. 39 là 40 mang được luôn á mọi người nha. 39 là 40 mang được luôn á. 36 nhìn làm đi. 36, 37, 38, 39 thì may nha. Đây nè cả nhà. Nè. Cái này, cái quai của nó màu xanh bơ mà da cực kỳ mềm nha mọi người nha. Da rất là mềm. Quai màu xanh bơ giùm em. 36, 37, 38, 39. 39 là 40 mang được luôn ha. Đế rất là chắc chắn nha. Mang là không bị trượt nha. Chống trượt giùm mai ha. Rồi 40.000 một đôi đồng giá cho em mai mấy chị. Chốt em mã bơ kèm size giùm mai. 36, 37, 38, 39 giùm mai nè. Cái quai này mặc mang lên cái form chân dễ thương lắm. Rồi chị Mimi, Mimi qua lấy size 37 nè. Mimi qua lấy size 37 nè. Ok chị Mimi. Mimi qua lấy size 37. Chị Linh Linh 36 nè. Linh Linh 36 nè. Linh Linh 3, Linh Linh 40k. Chị Linh Ken 39 nè. Linh Ken 39 nè. Mai còn một cái 38 và một cái 37. Mimi y dài. Sao máy sai? Nhìn trên đầu hả bác? Trên đầu. Dạ 39. 39 là Linh Ken. Linh Ken 39. Sơn Ca Nguyễn mã 37 cho em số điện thoại nha. Sơn Ca Nguyễn nè. Sơn Ca Nguyễn nè. Sơn Ca Nguyễn 40k nè. Chị Dung Lê, Dung Lê 38 cho mai xin số cho chị Dung Lê nha. Linh Dung Lê bỏ đó con. Dạ đúng rồi, em là. Dung Lê nè. Dung Lê 38. Dung Lê 38 cho em mai xin số điện thoại ạ. Dung Lê với Sơn Ca Nguyễn. Sơn Ca Nguyễn em thấy số. À Trinh Lam với Linh Ken Dung. À dạ ok chị Trinh Lam. À tiêu này đi đơn rồi ạ. Em thấy số chị Dung Lê ạ. Mọi người thông cảm giúp em nha. Do phần mềm bên mai là
chưa có in phiếu ra được á, cho nên mấy chị thông cảm cho em. Mai xin là số điện thoại á. Rồi đen 36 thì Mai con này. Đen 36, chốt Mai mà đen 36. Đen còn có size 36 à. Đen qua Chanel nè, 40 ngàn một đôi, quá rẻ quá bèo luôn mấy chị ơi. Mua kèm đồ quần áo luôn. Đen 36 chỉ còn một đôi 36 nha. Hơi mệt không có, cưng hết rồi. Hơi mệt về đợt đầu tiên hết thật rồi. Không có rớt lại đôi nào luôn. Chanel đen 36, Kim Hà 202 nè. Kim Hà 202. Con này Mai còn màu hồng 37 nha. Chốt Mai mã hồng 37. Chuẩn size chị, em mang 37 là đúng 37 á. Không có chệch size nào á. Mami em mang 39 là mang 39 á. Rồi con này cho em Mai nha, chuẩn size. Hàng này là hàng của BB, hàng sản phẩm được bảo hành, với lại hàng của Hồng Hạnh đó, chứ không phải là hàng thường mà ở ngoài chợ mấy chị ra đâu. Đen 36 em mang hết rồi, hồng 37 giùm em. Rồi chị Mimi nè, chỗ cái quay nè, bữa em mang nè. Bữa em mang một đôi quay này nè, cưng xỉu luôn, chị phối đồ nào cũng được hết trơn á. Mà nó bền lắm, nó không có bị trượt chân ha. Rồi chị Mimi qua lấy nè. Đen 36 em mang hết rồi. Xanh bơ 36, xanh bơ 38, Mimi. Rồi bơ 36 và bơ 38 giùm em. Quay ngọc. Đó, chữ GL đó là cái. Con này cho em nha, bơ. Hay là bơ 36, bơ 36 cho Kim Hà. Mai còn bơ 38, hồng em hết rồi. Mới lên quần xong với Nguyễn Ngân, còn bơ 38. Mai còn bơ 38 ạ. 40.000 đôi này xả rẻ với chị luôn. Trả lỗ sặc máu luôn á. Em còn bơ 38 nha cả nhà nha. Quang Ngọc em còn bơ 38 nè. Xinh ghê chưa. Hàng BB nè. Hàng BB là Hồng Hạnh luôn á mấy chị. Nè, chống trượt giùm Mai nha. Siêu bền. Rồi còn bơ 38. Còn một đôi bơ 38 thì em 40.000 thôi. 40.000 mấy chị mua về để dành để nhà. Chị nào thích mang màu, mang bộ màu gì, mặc độ đổ bộ đó. Nó đẹp mà nó rẻ mà nó bền lắm. Hồi bầu tới giờ là hồi em bán cái này là mang bầu tới giờ vẫn còn. Một đôi vẫn còn mang luôn á. Tết đi chơi mà vẫn còn mang tới giờ luôn á. Bơ 38 cho Mai nha. Một đôi bơ 38 nha cả nhà. Chốt cho mẹ bơ 38 đem qua bệnh rồi. $40.000 cho em. Xe lai giùm em Mai mấy chị đẹp. Có mình mua cho mình mang, mình mua cho bà con rồi. Nhà mình mang cho nó rẻ mà đẹp nha cả nhà nhé. Mã bò. Bò 36, bò 37. Còn hai đôi bò 36, bò 37. Bò 36, bò 37 nha. Màu bò. Bò 36, bò 37 giùm em. Rồi, quai cực kỳ mềm, mềm lắm. Chỗ Mai mã bò 36, bò 37 nha. 40k một đôi. Mua hai ba đôi về để dành ở nhà mang. Bò 36, bò 37 cho Mai con này. Chốt Mai mã bò 36, bò 37. Bò 36 chị Loan Võ. Loan Võ cho Mai xin số điện thoại ạ. Bò 37 Đào Lê cho Mai xin lại số điện thoại luôn nha chị ơi. Loan Võ nè. Loan Võ nè. Chị Đào Lê nè. Hết bò. Hết rồi Nguyễn Hoàng Dũng. Cái hồ bò đó mình còn không ta? Quay. Con này là 40 và sa 35-40 thì ta coi em quay. Loan Võ, Loan Võ với lại Đào Lê cho Mai xin lại số nha. Loan Võ với Đào Lê cho Mai xin lại số điện thoại nha. Rồi em thấy số chị Đào Lê. Con này cho em còn size số 37 nè. Em còn size số 37 và 38 màu kem giùm Mai. Kem 37 và kem 38 quay trong. Kem 37 và kem 38 giùm Mai quay trong nha. Rồi chốt Mai mã kem 37, kem 38. Em thấy chị lo số chị Loan Võ luôn nè. Kem 37 và kem 38 giùm Mai ha. Con này Mai kem 37. Kem 37 giùm Mai nha, 40k thôi mấy chị, quá rẻ luôn. Rẻ đẹp bền. Đấy Mai xả hàng á. Kem 37 và kem 38. Chốt Mai mã kem 37, kem 37 chị Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ 545 nè. Nguyễn Huệ ok chị. Rồi kem 38. Chuẩn size giùm Mai nha.
Coi là chuẩn sai. Mai thử 5 đôi là 5 đôi 37 là đúng 37. 40.000. Mai thử 5 đôi 437 là đúng 37 luôn á, không có chệch sai nào á, cho nên mọi người yên tâm. Chân mai là chuẩn sai lắm, hồi xưa giờ mai 37 không có linh tinh mà 36 38 đâu. Đúng một sai 37 thôi. Rồi con này cho em mã 38, kem 38 cho mai ha. Quay nè, siêu mềm ha. Mẫu này mặc lên nhìn xinh lắm mọi người, mang mặc đầm váy rồi mai cũng được, mặc quần jean mai cũng được nè. 40.000 cho em mã kem 38 ha. Còn một đôi kem 38. Mấy chị mua 2 3 đôi về để dành mang đi mấy chị ơi. Mình chưa mang mình về mình để cứ để nguyên vậy cho mai ha. Khi nào mang thì lấy ra bóc ra thôi chứ đừng có, nó không có sao, không có bị hư bị gì đâu. Đây là hàng xịn nha. Cho em mã kem 38. Kem 38 giùm mai. Rồi ok, màu xanh. Xe la giùm em nha cả nhà yêu ơi. Xanh có 37, 39, 36, 38 đủ size. 36, 37, 38, 39 giùm em. Xanh nha, màu xanh 36, 37, 38, 39. Xanh 36, 37, 38, 39 đủ size giùm mai ha. Xanh 36, 37, 38, 39. Xanh 36 chị Loan Võ nè. Xanh. Xanh 36, 37, 38, 39 giùm mai ha. Rồi xanh 36 chị Loan Võ. Diệp Trần. Diệp Trần 37 xanh ha. Loan Võ 36 nè. Diệp Trần 37 nè. Cho mai xin xin lại số điện thoại Diệp Trần nha. Diệp Trần 37. Em còn 38 và 39. Cái này dễ thương lắm. Kim Hà hết 36 rồi. Còn 38, 39 rồi cưng ơi. Còn 38, 39 nha. Cái đế, cái quai đầu này chị là đầu mới. Em thấy cái em thấy số điện thoại Diệp Trần rồi nha. Còn là cái quai ngang nè. Cái đầu mũ là cái đầu ngang đế vuông như thế này. Mẫu mới á mấy chị, bạn mới á. Còn 38 và 39 xanh. Trên đây nó có phối đá nữa. 38 và 39 xanh giùm em. Rồi còn 38, 39 xanh. Có like được không cả nhà? Mã này còn 1 đôi 36, 1 đôi 39. Màu da giùm Mai nha. 1 da 36, 1 da 39. Chị nào muốn giáp bên Mai rồi thì biết. Chốt bền lắm, xịn lắm. Mai xuống cái chân lắm luôn á. Da 36, da 39 giùm Mai 2. 2 đôi. Da 36, da 39 nè. Dễ thương ghê chưa. Trời ơi, lên cái chân là cưng xỉu luôn á. Da 36, da 39. Chốt em mã da 36 và da 39 giùm Mai nha. Rồi da 36, da 39 giùm Mai. Da 36 cho Kim Hà. Mai còn da 39 nè. Mai còn da 39 nha. Da 36 mai hết rồi chị Linh Linh ơi, còn 39 nè. Rồi màu xanh. Da 39 chị Nga Tuyết. Nga Tuyết cho Mai xin số điện thoại chị yêu ơi. Nga Tuyết cho Mai xin số điện thoại nha. Rồi mẫu đơn giản nè. Con này là mẫu xích đơn giản giùm em nè. Mẫu xích đơn giản giùm Mai nha mấy chị nha. Mẫu xích đơn giản màu xanh. Xanh này Mai có 36. Xanh 36. 39. Xanh 36, 39. Trắng 36. Xanh bơ 39, bơ 39. Rồi em thấy số điện thoại chị Nga Tuyết. Xanh 36, 39. Xanh bơ 39. Và trắng 36. 40k đồng giá giùm em. Rồi trắng cho Trúc Phương nè. Trúc Phương trắng, Trúc Phương cho chị xin lại số cưng. Hết trắng rồi. Chú Phương cho chị xin lại số điện thoại nha. Hôm nay app chị bị lỗi rồi, không có in đơn ra được. 36 là còn màu xanh nè. 36 còn màu xanh nè. 36 còn màu xanh. Chú Phương 757. Ok em. Kẹp hả chị có. Xanh còn 36. Xanh ngọc, màu này màu xanh đậu.
xanh đậu 36, xanh đậu 39 và xanh bơ 39 nha. Chị nào nhận đợt trước nhận dép bên em rồi cho em xin cái feedback trên live với. Nó rất là đẹp, rất là bền đúng không chị? Chốt em mã xanh 36 và xanh 36. Xanh 36 đẹp quá trời nè, màu xanh đậu nè. Màu này dễ mang đồ. Uyên Phương ơi, chị nhắn tin qua giúp em với. Em không thấy tin nhắn của mình chị ơi. Ôi trời đất ơi. Dạ. Xanh đậu 36 với Kim Hà nè. Ủa còn cái chiếc đâu nè. Kim Hà xanh đậu 36 nè. Màu hồng cưng xỉu luôn nha. Màu hồng cho em Mai cưng xỉu luôn nha cả nhà. Màu này cho em màu hồng nâu. Chị định cho số nào à? Bé nhân viên nó có cặp máy mà. Hồng. Hồng quay ngọc. Quay trong mà quay ngọc gì Mai ha. Trời ơi dễ thương quá mấy chị ơi. Đủ size nha, chị Lan vỏ hồng 36. Lan vỏ nè. Lan vỏ hồng 36 nè. 36, 37, 38 và 39 giùm em. Sơn ca Nguyễn 37 nè. Sơn ca Nguyễn 37. Ôi lấy bịch khác bỏ vô. Sơn ca Nguyễn 37. Kim Hà 36 nè. Keo Ly Nguyễn 39 nè. Em còn đó 38. Em hết 37 rồi mọi người. Em còn 38. Em còn 38 à. Kịp không? Sơn ca Nguyễn mà 37. Keo Ly Nguyễn đúng không? K-E-L-L-I dài. Mấy còn 38 mà cả nhà ơi. Mấy còn 38 thôi. Còn 38 thôi bà. Mấy chỉ còn 38 thôi nha mày mọi người. 38 giùm em. Em mua 38 thôi, 40k giùm mày ha. Rồi em thấy chị Uyên Phương nhắn tin rồi nha. Còn hồng 38. Chiếc kẹp. Kẹp còn 3 đôi nè. Kẹp còn 3 đôi. Kẹp này mới còn 39, 38. Kẹp còn 38, 39 nha. Kẹp kẹp 38, 39, chị Linh Ken 38 kìa, màu hồng á. Linh Ken 38 có. Kẹp nha, kẹp 38, 39, chốt mấy mã kẹp. Kẹp nè, chốt kẹp nha. Kẹp con 38 và 39 thôi ạ. Kẹp con 38 và 39 nha mấy chị. Đẹp lắm. Kẹp 38, kẹp 39. Chốt mấy mã kẹp 38, kẹp 39 nha mấy ha. Dạ 38 đô màu hồng. Dạ dạ ok chị Linh Ken. Rồi kẹp 38. Kẹp 38 chị Diệp Trần. Diệp Trần. Có đâu rồi. Em còn đôi kẹp 39 nha. Ở đây ai mang 39 của ta. Đôi 39 không à. Rồi còn 38. Còn 38, 39. Còn 38, 39 nha mấy chị. Đẹp ghê không? Còn 38, 39 nha mấy ha. Kẹp cái bảng đế vuông nè. Rất là hot luôn. Đằng sau là chống trượt ha. Kẹp 38 và 39 thì mai hai size. Xanh rêu Winry. Xanh rêu Winry luôn nè mọi người. Kẹp 38 chị Loan Quách. Loan Quách. Xanh rêu nè. Trời ơi, cái em nói cái form này là lên cái chân mà nhức cái nách. Thiệt á.
form này lên cái chân là nhất cái nách xanh rêu cho Mai. Đẹp lắm. Đây, chất da nó mềm như là cái mềm mà êm chân cực kỳ nha. Con này Mai tự tự như sụp á. Mai lên tự tự như sụp á, rất là êm chân luôn. Rồi đi nắng nè, nó sẽ che hết nguyên cái bàn chân của mấy chị ha. Chị sẽ là kẹp 39. Đây này chị An ngang. Kẹp 39 nè chị. 39 kẹp nè, nó có những cái này chạy ha. Đó. Nó có 39 kẹp. 36 nhỏ nhất, không có 35. Rồi. Mimi rêu 37 nè. Mimi rêu 37. Mimi qua lấy. Chị Trinh Lam. Chị đã có 37 còn. 38, 39. Ờ, Keo Ly Nguyễn 39 nè. Hết 37 rồi ạ. Keo Ly Nguyễn 39, 38 cho Nguyễn Hoàng Dũng. Nguyễn Hoàng Dũng nè. Kim Hà 36 nè. Nguyễn Hoàng Dũng cái đó. Kim Hà 36 nè. Không có giúp Nam à. Mai ơi vào trễ còn một không mai hả? Quần jean dài hết rồi. Còn rơ 39. Hết rồi mọi người. 35 không có. 36 là nhỏ nhất nha Hân ơi. Rồi còn rêu 39 nha. Mai còn rêu 39. Mọi người. Ờ, gì? Đúng rồi, Kim Hà. Kim Hà 36. Em hết 36 rồi, chị lấy luôn bỏ ơi. Nè, em còn xanh rêu 39 nha. Em còn xanh rêu 39. Còn rêu 39 mềm. Da nó mềm lắm. Mang đi êm chân dễ sợ luôn á. Còn rêu 39. Màu hồng này nguyên ri cho Mai nè. Ủa hồng này đó. Keo Lê Nguyễn có rồi. Bạn lắc nữa rồi. Này có 35 này giá không? 35, 35, 37, 38. 35, 37, 38 nè. Keo Lê Nguyễn có 39 nha. Con này có 35, 37, 38. 35, 37 và 38 giùm ơi. Kim Hà 37 nè. 35, 38 nha. 35, 38 giùm ơi 2 size. 35, 38 nhưng mà 2 size ạ. Gia Hân 35 nè. Gia Hân 700. Gia Hân 700 ưng, ưng ngờ nha. Áo mặt còn, còn 38 nha Mai. Rồi 40 ngàn cho Mai mã 38. Hết 35 Thủy Lê ơi, còn 38 nè. Còn size lớn rồi cưng. Hân ưng ấy nha. Rồi còn 38. Màu nu. Đẹp ghê chưa? Nu 38. Thủy Lê 38 ha. Thủy Lê cho chị xin đại số nha bé. Hôm nay app bên chị bị lỗi rồi không in đơn ra được. Thủy Lê nè. Cái này có 37. Cái này có 37 và 39. Xong rồi may xả hàng lẻ áo. Áo nhiều, hôm nay áo nhiều. 38 hết rồi Ngân Quỳnh. Con này 37. Hồng 37 chị Trinh Lam nè. Trinh Lam 37. 37, 39, 2 size. Keo Ly Nguyễn nè. Keo Ly Nguyễn. Keo Ly Nguyễn 39. Sơn Cao Nguyễn 37. Áo mặt 15 ngàn còn nha. Sơn Cao Nguyễn 37 nè. Sơn Ca Nguyễn 37. Nguyên ri luôn. 36, 37, 38 và 39.
màu màu bò giùm ai hát, màu 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 nâu nè, nâu nơ nè. 36 37 38 39 giùm ai chốt mai mã bò, mã nơ cũng được, nơ 36 37 38 39. Nơ quay da cực kỳ mềm nhá, mang lên êm chân lắm. Nơ dễ thương quá à, rồi con này lên siêu cưng luôn á. Nơ 36 37 38 39, nơ 36 cho Kim Hà có rồi, nơ giùm em ha, hết 36 rồi. Nơ 37 cho Trinh Lam, nơ 36 Kim Hà nè, nơ 37 Trinh Lam nè, Trinh Lam nè, nơ 38 chị Loan Quách nè, còn 37 nha, 37 Diệp Trần, Diệp Trần nữa nè, đi kịp không? Diệp Trần, Diệp Trần đó, hay Diệp Trần. Loan Quách 38, Loan Quách nè, Loan Quách 39. Rồi mấy còn 39 nha. Nơ 39 với vàng cọp, em còn nơ 39, nơ 37 hết rồi Minh Trân. Có màu đen không mà không như có. Còn nơ 39. Mấy còn nơ 39 nha mấy chị. Em còn nơ 39 nè. Em còn nơ 39 nha. Cái nào quy ri đúng không bé? Màu hồng nè. 39 cho Phạm Ngọc Quy. Rồi lấy ghê chị nha. Phạm Quy có 39, 36, 37, 38 và 39 quy ri luôn. Màu hồng giùm em, hồng nha, quay ngang nè, cái bảng quay ngang nè, mang lên cái chân nhìn nó gọn lắm, khoai đá giùm ai ha. Rồi màu ruốc á, màu hồng ruốc á, 36 37 38 39 giùm ai. Con này xinh quá à, mai đang 37 nè. Ôi đẹp lắm luôn á mọi người ơi, ở đâu rất nghèo nha chị. Hồng, hồng 36 Kim Hà, Kim Hà dễ thương quá à. Thiệt á, màu hồng nè, mang lên cưng xỉu luôn á mọi người. Con hồng nè dễ thương quá mọi người ơi, mang lên nè, trắng da dễ sợ luôn á. Cái màu ruốc nha, chứ không phải màu hồng tươi đâu, mang lên trắng da lắm. Còn 37 37 38 39, còn 37 38 39 đó chị. Quần mặt hải chưa có về, còn 37 38 39 nha. Chúc mấy bạn hồng, hồng 37 38 39, hồng 37 38 39. Rồi rêu con này 38 39 37 36, logo chữ BB nè, nên là cái nền chân là vân vân cá sấu ha, màu xanh rêu nè, xanh rêu nè, trời ơi nó đẹp. Rêu 36 Kim Hà nè mọi người, chốt xanh nha. Đây nào mấy chị ơi, cái vân da của nó nè rất là đẹp. Rồi rêu 36 với Kim Hà, 37 38 39 giùm em, 37 38 39, hồng 39 bé Tăng, màu hồng hồng đó đó, 39 bé Tăng. Chị Đào Nhung lấy rêu size mấy chị? Đào Nhung rêu 37 nè, Đào Nhung rêu 37 cho Mai xin lại số điện thoại nha. Đào Nhung rêu 37 nè, Đào Lê 37 rêu nè. Đào Lê nè, bê bò ừ. Rêu 39 chị Sơn Ca Châu. Đào Lê có rêu 37, Đào Nhung có rêu 37 luôn. Sơn Ca Châu đây đây đi, cái đó của ai? Xe máy? Đào Lê chị. Cái đó Đào Nhung á. 37 đúng không? Xe 37 đúng không? Rồi Đào Nhung.
con cá trâu nè, màu trắng với mai nha, trắng 37, 38, 39, trắng 37, 38, 39. Đây có màu xanh luôn, màu xanh luôn, xanh 39 luôn nè. Cái này trắng không có 36, có 37, 38, 39 và xanh 39 thôi. Rồi 39 hết rồi, ngân quỳnh nó hết rêu rồi. Con này cho em nha, cái quai của nó như thế này, quai như thế này nha mấy chị nha, quai chéo nè, 37, 38, 39 và xanh 39 nè, 37, 38, 39. Ủa cái rêu đó là rêu gì vậy? Ừ. Trắng 37 cho Kim Hà. Kim Hà trắng 37 nè. Còn 38, 39. Mộng Ngọc trắng 38. Rồi ok, Mộng Ngọc, Mộng Ngọc nè, trắng 38 có 40.000 một đôi à. Còn 39 trắng, 39 xanh. Còn 39 trắng và 39 xanh dùm ai ha. 39 trắng và 39 xanh. Mọi người về mang là cái quai nó mềm lắm. Còn 39 trắng và 39 xanh. 39 trắng và 39 xanh giùm em ha, còn hai màu. 39 trắng và 39 xanh. Rồi con này cho em mai nha. Ui. Ui là trời. Con này xinh lắm luôn nè, 37 39 36 38 đủ size luôn, có 35 luôn nha, Gia Hân nè. Con này có 35 luôn nè Gia Hân. 39 trắng cho Linh Ken. Linh Ken có 39 trắng. Cái này có 35 luôn nè Linh, Gia Hân ơi. 35 36 37 38 39 nè. Quay trong nha, nó có những cái đính hạt như thế này nè, quay trong. 36 35 36 37 38 39 giùm mày. 35, 36, 37, 38, 39. Kim Hà 36 nè. Kim Hà 40.000 đôi dùm ai ạ. Còn 37, 39, 38, 35. Có 35 nè. Có 35 nè. Còn 35, 37, 38 và 39. 36 hết rồi chị Phương Tuyền. Em còn 35, 37, 38, 39 nè. Quay trong nha, quay trong, đính hạt trên. Hết 36 rồi. Hết 36 rồi, mỗi đứa bán con đôi à. Mọi người thích thì chốt liền dùm ai đi. Một đợt nó hết đó, hết rồi đó. Còn ít là cả nhà. Còn đôi quay kẹp nè, đôi quay kẹp 37 nè. 35 cho Phương Tuyền. Phương Tuyền 35 rồi, còn 37, 38, 39. Phương Tuyền 35. Còn quay kẹp 37. Kim Hà kẹp hả? Kim Hà kẹp 37 đúng không? Ok, Kim Hà kẹp 37 nè. Còn kẹp ở dưới không? Kim Hà nè. Mẹ đưa con màu đen đó mẹ. Đen 37 đúng rồi. Còn đen không? Màu đen với màu hồng. Đen 37 và hồng 36. Này, cái bản gì kẹp? Kim Hà, Kim Hà. Cái đồ này đẹp lắm luôn á. Cái này là vừa về là khoảng 5 ri á mà hết sạch luôn. Còn sót đôi đen 37 nè. Đen 37. Còn sót đôi đen 37 hồng 36. Mã này còn 2 đôi à, mã này bữa trước về nhiều lắm, giờ còn 2 đôi à. Đen 37 hồng 36 nè. Đen 37 hồng 36. 37 đen Kim Hà nè. 37 đen Kim Hà, còn hồng 36. Chị Trinh Lam đấy 37 nè, 37 đen á hả, mai hết rồi. 36 chị Phương Tuyền nè. Phương Tuyền 36 có ha. Phương Tuyền 36 nè. Trời ơi, còn cái bóp chà đeo này 90.000 cho em mai đi mấy chị. 90.000 cho mai con này nha. Ví Chanel nè, 90.000 cho mai nè.
Size là size 20. Size 20 một găng tay á. 90 ngàn cho mấy con này. Dây nè, mọi người nhìn xịn ghê chưa? Dạ mang luôn á. Ví cho mai 90 ngàn nè. Mọi người đi thiệt, mang con này cũng đẹp lắm. Chị Mimi qua lấy 90. Bỏ bao, ghi bao đi. Mimi qua lấy nè. Bao dọc logo Chanel ha. Đẹp lắm. Cái này bữa sạch luôn. Ừ. Qua lấy chiếc tắc á. Đúng rồi. Rồi đây. Còn hai kẹp. Còn kẹp 37 nè mấy chị. Còn kẹp 37 nè. Để mai về thêm cái ví đó cho ngại nghè nha. Để mai về thêm cho. Để mai hỏi con hàng mai về thêm cho. Chỗ cái đôi kẹp dễ thương quá. Còn 37 nha, 37 kẹp. 37 kẹp nè cả nhà. Xinh quá. Kẹp 37 kim hà một đôi nè. Kim hà. Còn một đôi 37. Còn đôi kẹp 37 chinh lam ơi, dễ thương nè chị chinh lam. Chinh lam mới dễ thương nè chị. Màu xanh đậu này lên cưng lắm, lên những cái chân nó cưng lắm. Chiếc màu xanh này với mai, với mai Tết mai Nguyễn Huệ 545 nè. Kẹp 37 chị Nguyễn Huệ 545. Có đâu cái gì hả? Ok cho mấy con này. Mã này có 35. Kẹp 37 Nguyễn Huệ có 35 37, 39 35 đỏ, 35 đỏ với bò, 37 đỏ, 37, 39 đỏ. Rồi 35 đỏ với bò. Trời ơi, thiệt á. Cái đế của nó là mọi người nhìn nè. Hàng xịn ghê chưa. Giả mang luôn á. Đẹp lắm. Nó xịn lắm nè. Bò 37. Bò ấy lộn mới nhầm. Bò còn 35 nha. Bò mới còn 35 nè cả nhà nha. Bò mới còn 35 nè. Quay da mềm 37 đỏ chị Trinh Lam nè. Trinh Lam 37 đỏ nè. Bò 35 cưng ơi, không có 37. 35 bò cho Linh Linh nè. 35 là 36 mang được á. Linh Linh bò 35 có đơn nè. Rồi em còn đỏ 35 và đỏ 39. Đỏ 35 cho Diệu Lan. Đỏ 35 cho Diệu Lan nè. Diệu Lan. Không. Diệu Lan không phải em. Gạch đi, gạch bỏ đi. Em ghi giờ y. Giờ y ngắn. Ô ô. Rồi. Diệu Lan nè, em còn 39. Mấy còn đỏ 39. Lửng măng gồ hả, không có hàng đi đây. Còn đỏ 39 nha. Mấy còn đỏ 39 nha cả nhà. Em ấy còn đỏ 39 nha, còn đỏ 39. Đỏ 39 Sơn Ca Châu. Thấy Sơn Ca Châu không? Thấy chữ Sơn Ca Châu không? Có công ty dài hả? Hàng đi lên mai hết rồi. Rồi, Winry luôn. Chưa bán lần nào luôn. 36, 37, 38 và 39 dùm mai màu rêu nơ. Nó giống giống như vậy luôn á. Nhưng mà cái này là màu rêu. Con này màu xanh rêu dùm mai nha. Con này lên cực kỳ trắng nha. 36, 37, 38, 39 màu rêu. Mai còn có vài y đôi ít rồi mấy chị ơi. Sắp hết rồi. Mọi người mua dép thì chính thủ mua đi nha. 40 nghìn thôi, quá rẻ luôn á. Màu rêu nè. Dễ thương quá mọi người nè. Màu rêu nè. Quá cưng luôn thấy chưa. Cưng lắm. Cưng lắm, lên trắng da lắm mấy chị ơi. Màu này lên trắng da lắm. Rồi. Hàng ni lê rơ 39 nè. Hàng ni lê rơ 39 nè. Hàng ni lê. Hàng ni lê cho mai xin lại số nha. Kim hà rơ 36 nè. Ok bé nè. Kim hà rơ 36.
Kim Hà nè. Kem kem rơ 38 cho chị xin lại số nha. Kem kem. Hai cây kem á. Kem kem là hai cây kem nè. Kem kem rơ 38 nè. Còn 3739 nè. Còn 3739. Heo vàng lê 39 nè. Heo vàng lê. Heo vàng lê 39 mà còn 37. Đơn của Ngọc Yến. Ngọc Yến hả chị? Dạ rồi, để em coi còn không. Rồi, mới thấy số kem kem. Còn 37, còn 37 nha. Còn 37 nha tình yêu ơi. Còn 37 nha tình yêu ơi. Lớp Vinren 37 nè. Lớp Vinren. Minh Trần. Hết luôn Minh Trần ơi. Này còn 38 37. Còn 38, 37. Màu đen đẹp quá nè. Lớp màu đen trước nha. Lớp màu đen trước nha. Màu đen đẹp quá nè. Đen 38, 39. U là trời. Đen 38, 39 nè. Đen 38, 39 nè. Đen 38, 39 nha. Nè. Kim Anh đen 38 cho Mai xin số điện thoại Kim Anh ơi. Kim Anh đen 38 nè, cho Mai xin số điện thoại ạ. Kim Anh. Còn đen 39. Còn 39 mọi người. Có 36. 39 hàng ni lê. Không có 36. Cái này có 37, 38. Màu vàng. Hơi mệt nè. Hơi mệt. Hơi mệt vàng với 37, hơi mệt 38 nè. Màu vàng nè, 37 và 38. Màu vàng cho Mai 37 và 38. Vàng 37 và 38. 37 nè. Vàng 37 và 38 cho Mai ha. Chị thương không? Vàng 37 và 38 mọi người thấy không? Hết giờ lên nổi rồi. Vàng 37 và 38 cho Mai con này nha. Màu vàng quay hơi mệt á. Hơi mệt, hơi mệt á. Diệu Lan 37 nè. Diệu Lan nhớ đại ghi không? Giờ IU á. Lan có G. Đúng rồi. Diệu Lan. Cũng cột con nó thả ra nó khỏi giấy. Kim Anh. Vậy là Kim Anh không lấy 38, để lại cho Kem Kem có đen 38 nha. Chữ K. Đổi lại qua cho Kem Kem, Kem Kem có đen 38 nha. Ok chị. Ok Kem Kem, Kem Kem có. Rồi mới còn vàng 38. Là chị có lấy cái vàng 38 này không chị Kim Anh? Kem Kem. Chị có lấy vàng 38 không chị? Ngọc Anh hả? Bé nhân viên gọi chưa? Kim Anh vàng 38 ha. Rồi Kim Anh. Kim Anh có số rồi. Kim Anh. Sắp hết rồi. Hết rồi Hilary Trang ơi. Cục cưng ơi. Mã này còn 3 màu. Mà cái quay chờ neo được còn không bác? Còn mẫu nó còn. Ờ cái màu xanh kia. À quay ngang hả? Ok. Rồi. Màu đỏ đô là còn 39. Đỏ đô nè, quay da nè, 39. 39 này 40 mang được luôn á, màu đỏ đô thì Mai quay da. Đỏ đô nha. Đỏ đô cái quay thế này nè, quay cực kỳ mềm, mang rất là bền luôn thiệt á. Nè, con này cho Mai là hàng của Hồng Hạnh nha, bao. Bao hàng luôn, đẹp lắm. Đỏ 39. Rồi đỏ 39 nè. Màu bò là có 36 37 38. Màu bò nha, bò 36 37 38. Màu hồng. Hồng là 36 và 38. Rồi Kim Hà đỏ đô nè. Kim Hà. Đỏ đô Kim Hà. Màu bò là có 36 37 và 38. Màu hồng là có 36 và 38. Rồi. Đỏ 36 em không có chị, đỏ em còn đôi hết rồi. Màu hồng nó bò giùm em đi chị Loan vỏ. Hồng với bò giùm em Mai đi.
Nè màu hồng đẹp quá nè. Hồng này là hồng nu nha, màu hồng nu á. Màu này lên trắng da lắm. Hồng, hồng 36 và hồng 38. 40k một đôi giùm Mai nha. Nó mang giống như là sụp luôn á. Nó bao cái chân mình lại nè, nó không có bị đi nắng, không có bị đen nè. Rất là đẹp nha. Rồi hồng 36 và hồng 38. Màu hồng này đẹp lắm. Hồng 36, hồng 38 giùm Mai. Chị Thảo Dương quận 4 đúng không chị? Thảo Dương cho em xin lại số điện thoại nha chị yêu ơi. Thảo Dương hồng 36 nè. Ủa quên cột bao. Thảo Dương hồng 36. Hết hồng 36 rồi, mới còn một hồng 30. Còn một bò 36 và 738 nè cả nhà. Chúc em mặc bò đi. Thảo Dương cho Mai xin lại số nha. Rồi màu bò cho mấy con này. Hết hồng 36 rồi. Còn hồng 38 nè. Dạ ok chị Thảo Dương. Chị Loan vỏ hồng bò 36 nè. Màu bò cho Mai nè, bò còn 37, 38. Bò còn 37, 38 nha. Màu hồng còn 38 thôi. Loan vỏ, Loan vỏ hồng bò 36. Còn bò 37, 38 và hồng 38. 36 bò hết rồi Diễm Hương Nguyễn ơi. Diễm Hương Nguyễn size 36 hả? Còn 37 bò 378 và 30 và 38 hồng. 36 có màu đen không? 36 màu đen nè. Còn không? Còn 6 không? 36 màu đen nè. Đen 36 nè. Có đen 36 nè tình yêu ơi, có đen 36 nè tình yêu. Đen 36 nha, chốt lẻ nha, có đôi một à. Còn một số một đôi đen 36. Trả kho 40k ha. Bao xịn luôn. Còn số ơi, Diễm Hương Nguyễn đen. Diễm Hương Nguyễn cho Mai xin lại số nha. Diễm Hương Nguyễn cho Mai xin lại số. Hết đen rồi. Mã này có màu rút 36 nè. Rút 36 giùm Mai. Không có đen, hết đen rồi chị yêu ơi. Màu hồng rút 36. Cái 36 màu hồng rút. Rồi chúc Mai mã hồng. Quai này mình mang lên nó sẽ về mang lên sẽ căng ra nha. Hồng 36 giùm Mai con này. Rồi chúc Mai mã hồng 36 nha. Diễm Hương Nguyễn mới thấy số nè. Còn 36 màu hồng. Còn 36 màu hồng. Rồi cái nào nữa đó. Chị cái xanh này đi. Kim Hà. Rồi 37 nè. Ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy. Ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy và 30. Ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, 39. Phương Tùy 36 nè. Nó giấy à? Phương Tùy 36. Kim Hà 37 nè. Kim Hà 37. Tôi ghi hết 36 rồi. Còn 35 và 39 nè. 35 nó cũng bằng bằng như là 36 luôn á. Còn 35, 39. 40k giờ Mai còn 35 và 39. Còn 35 và 39. 35 và 36 mang được luôn. Rồi 40k còn 35, 39 hai đôi ha. Cái đó chưa lên nè. Tí xíu đồ lụm ha. Có. Có Sơn Ca Nguyễn. Rồi trắng cho Mai con này. Còn một đôi duy nhất trắng. Một đôi duy nhất trắng size 39. Trắng logo Hermes chính giữa. Trắng quay trong nha. Một đôi duy nhất cho Mai size 39 nha. Trắng quay trong size 39. Logo Hermes chính giữa cho Mai nè. Chết hai mã trắng. Rồi trắng cho Mai con này. Trắng cho Mai 40k đồng giá ha. Đẹp lắm. Phạm Ngọc Quy.
Phạm Ngọc Quy nè. Rồi. Con này cho Mai 35. 35, 36 và 38 màu da. Còn 36 là màu đen. 35, 36, 38 màu da. 36 đen. Da có 35, 36, 38. Xỉu ốp xỉu đau. Xỉu ốp xỉu đau luôn á mọi người. Da có 35, 36, 38. Màu này nè, 35, 36, 38. Màu đen có 36. Màu đen có 36. Xuất sắc nha. Rốt rốt size lại nè. Cái mai xả luôn 40 ha. Da 35 Trương Hải Yến. Trương Hải Yến. Dịch Trần da 38. Kim Hà da đen 36 luôn ha. Trương Hải Yến. Kim Hà hai đôi nè. Bên chân hả? Còn lẻ không hả? Chồng có dấu không? Không không. Rồi 37 38 39 35. Cái này không có 36 nha. Màu hồng giùm em. Em màu hồng mình dưới này còn bán đôi đúng không ta? Con này nè. Giờ mới biết con mấy kg luôn á. Giờ mới thấy. 35 35, 37, 38, 39 gì Mai ạ? 35, 37, 38, 39. 35, 37, 38, 39 gì Mai con này? 35, 37 chị Thảo Dương. Thảo Dương 37 nè. Kim Hà 37 hả? Nó 37 con ơi, còn 38, 39, 35 mà. Còn 38, 39 và 35 mày nha. Còn 38, 39, 35. Còn 38, 39 và 35. 38 Kim Hà nè. Kim Hà 38. Còn 35 và 39. Còn 35, 39 nữa rồi, còn lẻ không mà mấy chị? Còn lẻ không nha mọi người ơi. Màn mình lắc quá, mình văng ra hết trơn rồi. Còn lẻ không nè. Lẻ là đẹp đẹp không nha. Rồi 38 bò. Quay da mềm. 6 mấy đôi hơi mét nè. 38 bò, chúc mấy mã bò đi cả nhà. Con này da mã bò nha, size 38. Mã bò giùm Mai nè, quay chéo ha. Con này mặc lên nó gom cái form chân của mình rất là đẹp. 38. Chốt Mai mã bò. Mã lắc quá nhanh hay sao? Chốt giùm Mai mã bò. Bò cho Minh Trân. Ơ Diệu Lan á, lộn. Cộng Diệu Lan cho chị, cộng cộng. Đấy là Minh Trân cộng Diệu Lan. Rồi, màu nâu 36 nè, con này Hermes nè. Hermes nâu 36. Hermes nâu 36 nè mấy chị. Chốt mai mã nâu. Size 36, quay Hermes nè. Quay nó cực kỳ mềm nha, mang lên nó không có bị đau chân đâu, rất là mềm êm lắm, mang giúp em lắm. Nè, 36. Chốt mai con này mã 36 đi cũng được, mã nâu cũng được. Size 36 nè. Quay Hermes á. Hermes nâu 36. Ca Tường La. Ca Tường La. Ca Tường La cho Mai xin lại số nha. Rêu 38.
Rêu giùm mấy con này 38, chốt mấy mã rêu. Hermes luôn. Chốt mấy này mã rêu 38. Chốt mấy mã rêu. Hermes nè. Trời ơi nó xịn. Cả từng lai em thấy số mình. Rồi rêu size 38. Dạ dạ ok thảo du Hilary Trang rêu. Hilary. Trắng. Trắng. Chốt mấy mã trắng size 37 Hilary Trang. Hilary R-I dài. Hết rồi 38. Dạ 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 ok chị Kim Nguyên. Trắng với mai size 37 nè. Chốt mấy mã trắng nha. Trắng. Trắng cho Diệu Lan. Lấy xuống thoại không chị. Thèm. Xanh size 38. Chốt xanh và mai xanh. Xanh và mai xanh 38. Xanh nha, xanh size 38 nhưng mà con này xanh logo NI chút đây ha. Chỗ này con đã xanh. 40.000 xanh cho Kim Hà. Kim Hà xanh. Trắng size 39. Lộ đồ hả chị? Dạ không. Trắng 39. Dạ ok chị Cát Tường La. Trắng 39 cho mấy con này. 39 trắng nè. 39 trắng nha. Trắng 39. Khách mình ít sao 39 quá ha. Toàn 36, 37 nhiều. 39 nha mai. Kim Hà trắng 39 nha. Kim Hà. Rồi cái này thế rồi ha. Xanh 36, 38. Xanh 36, 38. Xanh 36, 38 nè. Xanh nơi dùm ai nha. Xanh 36, xanh 38. Cho mày mã xanh 36, xanh 38. Xanh 36, xanh 38 nè chị nha. Quay nơi dễ thương lắm. Xanh 36, xanh 38. Xanh 36, xanh 38 nha. Nơ này mình mặc quần jean cũng được, mặc váy cũng được, dễ mang. Xanh 36 và xanh 38. Kim Hà xanh 36. Hoa Phạm 38 nè. Rồi 39 trắng. 39 hồng. 39 trắng, 39 hồng. Quay ngang đơn giản. Ok nhi điệu đà. 39 màu trắng, 39 màu hồng. Sao 39 nha mấy ha. 39 trắng, 39 hồng. Mọi người muốn lựa thêm dép đúng không ạ? Muốn lựa size gì để may lên size cho mấy chị dễ lựa nè. Tại vì hết may lay qua hết mẫu rồi đúng không? May lâu hết mẫu á, mọi người muốn coi lại. Ví dụ như lựa thêm 2 đôi, lựa thêm 1 đôi size 37, lựa thêm 1 đôi size 36 gì đó để may lên mẫu cho coi cho lẹ ha. Có gì lựa thêm 1 đôi giùm may, tổng công một chiều khi 1 đôi chứ cứ đi đơn á. Dạ có chị Bích Chi Nguyễn, xong rồi là chị 39 nha, 39 màu màu cam nhạt á. Màu cam nhạt á, cam nhạt với màu trắng, hai màu giùm em. Màu dễ thương lắm. Size 39, mấy chị muốn lựa thêm size nào á, nhắn cho mai để mai lên size, lên màu, lên mẫu cho mấy chị dễ lựa. Ví dụ mình muốn lựa thêm đôi 37 thì lên giùm mai lựa thêm 37, lựa thêm 36, lựa thêm 38 gì đó ha. Mai lên mẫu cho dễ lựa nè. Rồi con này cho mai nha. 39 trắng, 39 hồng. Vân là vân da rắn nè. Nó đẹp ha, bền lắm. Nước hoa Dubai không có. Hết kẹp rồi đúng không? Kẹp hết rồi. Kẹp là hết rồi. Rồi, vậy là mang qua đồ nha. Không lựa thêm giá mang qua đồ nha cả nhà. Còn đôi này màu bơ size 38 nè, bơ ngọc.
Bơ quay ngọc size 38. Dạ không, em Dubai không có, em có lại hàng rep 11 rồi chị ơi. Còn nước hoa Dubai với em không có. Rồi xanh bơ 38 giùm anh, còn một đôi ha. Xanh bơ size 38 quay ngọc ha, rất là xinh luôn, 40k ha. 40k quay ngọc giùm em ạ. Xanh bơ 38. Rồi. Xe lai giùm em đi mọi người. Chia sẻ lai giùm em chấm chấm bài, chấm bài thả lai thả tin tăng tương tác lên nha. Để đó hả? Không thả tin thả lai nó bị bất tương tác đó cả nhà ơi. Áo bò sữa 15k dễ thương quá trời nè. Áo bò sữa 15k giùm em. Form này là dưới 56-57kg vừa. Dễ thương lắm. 56-57 quay đầu vừa em mà 15k con này. Dễ thương ha. Ok hả Sally, ổ mới chốt vào chiều mà nhận rồi luôn hả? Nhanh dữ ha. 15k cho em mã bò sữa. 15k cho em mã bò sữa. Rồi em xả áo nha. Này là áo nhiều không bé? Này áo nhiều không? Rồi hôm nay áo nhiều, xả áo nhiều. Có laptop có phông to luôn. Cái này 15.000 có laptop nè. Có phông to luôn. Tại vì bò sữa cái mẫu nó hơi lâu quá cho nên mai xả. Có laptop có phông to luôn nè cưng. Có bộ lửng nữa nha mọi người. Phông to luôn nè. Đó, 15k cho mai ha. Laptop và phông to. Phông dài, phủ mông. 15 luôn. 15.000 đồng giá luôn. Với lại bò sữa kiểu, bò sữa dây. Với bò sữa cột dây nè. Hàng này bữa mới bán bò sữa cột dây nè. Hàng sau lưng nha. Dưới 60kg vừa. Hàng trước trơn nè. Hàng sau cột dây nè. Đồng giá. Ok, bò sữa cột dây lớp bên ren. Kim Hà lấy bò sữa cột dây. Bò cục dây cho Phương Nguyễn. Để có còn quá đây. Để có còn quá đây nha. Ủa còn rất tốt không mày. Rồi 4 kim hà nè. Năm kim hà rồi. Cột dây kim hà thêm cái nữa là đủ nè, đủ kim hà nè. Cột dây mấy bạn còn không nữa, các con là có mấy chị ơi, cột dây còn cái nè. Rồi cột dây còn cái.
bò nó tới cho nhí lan. Nhí lan nè. Rồi nhí lan nè. Năm chắc không rộng hả? Hình như là hết cục dây rồi mọi người ơi. Con này rất tốt không à. Rất tốt nè bé, giữ với chị nha, rất tốt. Con rộng nè, Kim Hà 1 nè. Rất tốt luôn nè. Còn rất tốt đa số. Rất tốt luôn. Rất tốt luôn. Rất tốt không mà bò rất tốt với Hoa Phạm. Một cái ghi chị Hoa Phạm rất tốt. Hoa Phạm, Hoa Phạm. Rất tốt luôn. Không rộng không ta? Nè cục dây có màu nâu được không mọi người? Cục dây có màu nâu được không ạ? Cục dây có màu nâu được không ạ? Chốt mai mạ nâu đi. Chị nào nãy chưa chốt mai mạ nâu đi ạ? Cục dây có màu nâu. Phong rộng nè. Khi mà phong rộng. Cục dây có màu nâu cả nhà. Màu nâu vậy em ơi. Rất tốt. Nè phong rộng nè, Thiên Hà nè. Phong rộng nè. Phong rộng nè. Rất tốt cho Nghi Nguyễn. Em Kim Hà nâu luôn kìa. Rất tốt cho Nghi Nguyễn, một cái rất tốt cho Nghi Nguyễn. Rồi cái màu nâu này cho Kim Hà nè. Kim Hà là đủ 5 cái rộng rồi đó. Rồi mai chỉ còn đa số bò rất tốt không cả nhà? Bò rất tốt thôi. Không có bò dây. Ý, trời bò dây còn cái nè. Hồi nãy chốt cho ai ta? Bò dây hồi nãy cho chị Phương Nguyễn có đơn chưa ta? Lớp viên đen hồi nãy em ghi rồi không? Chị Hà luôn không? Bò cục dây. Bò đó tốt như Nghi Nguyễn ghi chưa? Bò dây cho Diệu Lan nè. Cái này Diệu Lan. Rồi Nghi Nguyễn, Nghi Nguyễn có bò rất tốt cho bé. Nghi Nguyễn á. Rồi rồi có rồi, rất tốt nè chị. Bò dây Diệu Lan có. Cái cá tầm 56 nè. 15k hả? Thứ gì em bò rất tốt hết rồi ok. Thứ gì cho ba xin số điện thoại nha. 56 nè. Rồi còn thêm lại. Dạ được chị, 30kg được. Con này nó lỗi hình in rồi. Dạ được chị, thoải mái. Thúy Diễm, rồi ok Thúy Diễm. Thúy Diễm có. Nè. À, mà còn nha, còn 1, 2, 3 3 cái nè. 15k dùm mai còn 3 cái nó đang mặc nha. 15k dùm mai. Dễ thương lắm. 15k dùm mai còn 3 cái ha. À, mà còn 3 cái bò sữa 15.000 luôn. Còn còn mấy cái. Chú mai bò sữa và hồng đang mặc. Chú mai bò sữa và hồng đang mặc. Bò sữa và hồng đang mặc dùm mai. Bò sữa cho Lê Vân. Lê Vân 556. Còn có quần jean size nhỏ là mấy chị hốt giùm Mai luôn mấy chị ơi. Qua mày cho Mai dưới 52kg vừa nè. 52, 53 cứ quay đầu vừa với Mai con này. Cho em 46 và dưới 52kg vừa nha. Hai cái laptop bò chị Định Nguyễn.
gửi hai cái. Nè. 47 cho tới 52 kg quay đầu vừa nè. 52 53 kg lại gửi mấy con này nha. 100.000 cho mấy con này. 100.000 cho mấy con này. 100.000. Rồi lên áo nè mấy chị. Mấy thấy ra vô lại lai sau nha. Lai này mấy chị chăng ráng trơn rồi. Xả áo là nhiều đúng không? Xả áo với bộ ha. Mấy chị vô lại lai sau giùm ai nha. Quần có 57 kg không? Quần mình còn rớt cái nào có 57 kg không ta? Quần này nè. Có chị. Màu xanh nó đựng màu đen. 57 kg có nè. Năm bảy ký giùm em nè, xanh lợt, xanh lợt giùm ai 57 kg, xanh đậm giùm ai nè, còn hai cái xanh đậm xanh lợt mà chị, 100 giùm em á, con này em bán 165 á, em xả 100, rất là mềm, co giãn nha, co giãn nha chứ không phải thun cứng đâu, zin cứng đâu, con này ngoài nè, người ta đang bán 260-270 đó mọi người, nè, 100.000 à, quá rẻ luôn á, mặc bao sướng, mát mà mịn lắm. Dưới 60kg vừa nè, xanh lợt xanh đậm hai cái, còn rớt lại đúng hai cái thì thôi, không còn hàng nữa. Xanh lợt xanh đậm hai cái giùm em, hoa phạm lợt nè. Hoa phạm lợt có nè, còn cái xanh đậm. Hết lợt luôn rồi. Còn cái đậm. Em mang còn xanh đậm. Cái xanh đậm đi Bích Chi Nguyễn. Còn đậm ạ. À. Còn đậm cũng đẹp quá trời nè. Nó siêu mềm nha. Em còn đậm. Rồi, có gì chị nhắn qua số 88 giùm em mấy chị Đình Nguyễn nha. Các bạn xin phép qua lại live sau nha mấy chị ơi, live này mấy chị tưởng ghép không mấy chị out ra hết trơn rồi. Qua lại live sau giùm mai nha, mai qua liền á.